Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy lại cùng chúng ta tìm hiểu tiếp về cái bài phương trình bậc nhất. Dạng bài mà hôm nay chúng ta làm đó là tìm M để phương trình có nghiệm. Có nghiệm nhá. Ta lại nhớ lại ba cái dấu cộng trong bài biện luận đấy. Ý thứ nhất là A bằng 0, B bằng 0 thì tập nghiệm là R. Phương trình của mình là AX bằng trừ B nhá. X là cho hết về bên trái, không có X thì cho về bên phải. Ý thứ hai là A bằng 0, B khác 0 thì phương trình vô nghiệm. Và ý thứ ba là A khác 0 thì nó có nghiệm duy nhất X bằng trừ B trên A. Trường hợp này cũng được coi là có nghiệm. Trường hợp thứ ba này cũng được coi là có nghiệm. Chỉ có mỗi cái giữa này được coi là vô nghiệm thôi nhá. Vô nghiệm. Được chưa nào? Thế trước khi làm gì thì ta cũng chuyển vế đi. Thành M trừ 1 nhân X bằng với M cộng 1. Bây giờ đề bài hỏi là có nghiệm. Nó có thể rơi vào trường hợp 1 hoặc là trường hợp 3. Vậy thì mình có thể làm như thế này. Biện luận nó ra. Nếu M bằng 1 thì 0x bằng 2, phương trình vô nghiệm. Trường hợp thứ hai, nếu m khác 1 thì 0 nhân m khác 1 mà. Khác 1 thì mình chia sang thôi. Khác 1 thì x sẽ bằng m cộng 1 chia m trừ 1. Trường hợp này là có nghiệm duy nhất. Vậy kết quả cả bài m khác 1. M khác 1 thì phương trình có nghiệm. Thế thôi. Đó nha. Một ví dụ rất đơn giản. Bây giờ thầy cho ví dụ 2. Tức là câu thứ 2. M bình x trừ m bằng x cộng 1. Ta cũng làm như thông thường. Chuyển hết x về bên trái. M bình phương trừ 1 nhân x bằng với m cộng 1. Hệ số a của nó đây. Và cái hệ số a này ấy thì có hai giá trị của m mà làm cho nó bằng 0. Đó là m bằng 1 và m bằng -1. Vì vậy mình sẽ viết ý thứ nhất. Nếu m bằng 1 thì sao? Thay vào đây. 0x bằng 2. 0x bằng 2 thì phương trình vô nghiệm. Chẳng có cái số nào mà nhân với 0 mà nó lại ra 2 cả. Vô nghiệm. Rồi, ý tiếp theo. Nếu m bằng trừ 1 thì thay vào đây 0x bằng 0, đúng với mọi x. Đúng với mọi x tức là cũng là có nghiệm đấy nhá. Người ta chỉ cần có nghiệm thôi mà. Trường hợp thứ 3. Nếu m khác cộng trừ 1 thì x sẽ bằng m cộng 1 chia cho m bình trừ 1. Và có thể rút gọn đi thành 1 trên m trừ 1. Như vậy trường hợp này cũng là có nghiệm. Chỉ có mỗi trường hợp vô nghiệm là gì thôi. Vô nghiệm là m bằng 1. Đây. Vô nghiệm là m bằng 1. Thế thì vậy phương trình có nghiệm khi nào? Khi mà nó không phải là cái trường hợp vô nghiệm, tức là khi m khác 1. Thế đó. M khác 1 thôi là nó có nghiệm. Đấy. Thế còn nếu mà ta không thích trình bày theo kiểu biện luận thì ta có thể trình bày như sau. Với cái phương trình m bình trừ 1 nhân x mà lại bằng m cộng 1. Mình sẽ nói thế này. Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi A thì bằng 0 thì chép lại vào đây nha. Còn B thì khác 0. Chép cái lý thuyết cho nó nhớ. Vào bài thì ta bỏ cái bước này đi cũng được này. Ta viết luôn sang cái hệ M bình trừ 1 bằng 0, M cộng 1 khác 0. Giải ra đây. M bằng 1 hoặc M bằng trừ 1. Nhưng M lại phải khác trừ 1. Nên tóm lại chỗ này là M bằng 1. Nhưng m bằng 1 thì sao? M bằng 1 là phương trình vô nghiệm.
M bằng 1 thì nó vô nghiệm. Vậy ngược lại của vô nghiệm là có nghiệm. Thì ta mới suy ra đây một điều là M khác 1 thì phương trình có nghiệm. Đấy, phương trình có nghiệm nhá. Đấy là cách trình bày thứ hai. Thầy sẽ cho chúng ta một ví dụ thứ ba nữa để chúng ta lưu ý về câu hỏi phương trình có nghiệm. Đó là dạng bài có điều kiện x trừ m chia cho căn x trừ 1 cộng với căn x trừ 1 bằng m chia căn x trừ 1. Cũng là câu hỏi tìm m để phương trình có nghiệm, nhưng có điều kiện. Điều kiện ở đây là gì? X phải lớn hơn 1. Biểu thức trong căn thì phải không âm, nhưng mà cái căn này nó lại nằm ở mẫu, nên là nó cũng phải khác không luôn, tức là nó phải dương. Vì vậy mà x lớn hơn 1. Rồi bây giờ chúng ta quy đồng, để mẫu là căn x trừ 1. Cái này mẫu cũng là căn x trừ 1. Cái này là m trên căn x trừ 1. Sau đó thì bỏ cái mẫu đi. Đấy, viết cái tử thôi. Rồi chúng ta nhóm vào đây được 2x thì sẽ bằng 2m cộng 1. Rồi, chúng ta viết ra đây x bằng 2m cộng 1 trên 2. Đến đây thì có cảm giác là tìm luôn ra x rồi, chẳng phải biện luận gì cả. M nào thì cũng tìm ra x. Đấy, x đấy, chia luôn sang rồi. Hệ số A của x là nó khác không luôn rồi, không phải biện luận gì cả. Thế nhưng mà cái x mình vừa tìm được ấy, nó có chắc chắn là nghiệm hay không thì lại còn phải xét theo điều kiện. Và mình sẽ viết thêm một câu ở đây. Đó là gì? Viết thêm một câu. Đó là phương trình có nghiệm khi và chỉ khi là cái x mà mình tìm được ấy, nó phải thỏa mãn điều kiện, tức là nó phải lớn hơn 1. Đấy, phương trình có nghiệm là khi nó phải thỏa mãn điều kiện. Thế thì đến chỗ này mình nhân chéo lên thôi, lớn hơn 2, và dẫn đến 2m thì lớn hơn 1. Kết luận m lớn hơn 1/2. Vậy m lớn hơn 1/2 thì phương trình có nghiệm. Đấy, bài có điều kiện thì chúng ta phải chú ý cái điều kiện nhá. Còn bài mà không có điều kiện gì thì dễ, mình có thể lựa chọn cách là mình làm nó vô nghiệm, xong rồi mình lấy ngược lại. Hoặc cách thứ hai là mình biện luận tất cả các trường hợp, xong mình cứ xem chỗ nào có nghiệm thì mình kết luận. Xin chào các con, hãy đọc kỹ các cái ví dụ đi, xong làm thêm các bài tập, phần này sẽ thành thạo thôi.